Trong nước, hơn 53% số người được hỏi sẵn sàng đi du lịch vào thời điểm này. Đây là số liệu được đưa ra trong hội nghị bàn về các giải pháp thúc đẩy du lịch nội địa và phục hồi du lịch quốc tế hậu COVID-19 do Tổng cục Du lịch tổ chức. Dịch COVID-19 hiện giờ đã được kiểm soát tại Việt Nam. Tuy nhiên, ngành du lịch vẫn đang và sẽ tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn. Hơn 40 doanh nghiệp lớn có vai trò dẫn dắt ngành du lịch đã đưa ra những phân tích và đề xuất giải pháp để khôi phục thị trường du lịch nội địa trong thời gian tới. Tác